chào tất cả các bạn đã quay trở lại với lại series Thanh Xuân Có Điều Kiện. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một bộ môn, đó là thể dục thể thao. Nếu như chúng ta, tất cả các phụ nữ chúng ta trên con đường chinh phục vẻ đẹp thì không thể nào mà thiếu thể dục thể thao được. Nên là ngày hôm nay Minh Hằng sẽ chia sẻ với lại tất cả các bạn và mang đến những chuyên gia hàng đầu. Và ngày hôm nay Minh Hằng có mời đến hai khách mời. Mời hai nhân tố bí ẩn. Bốn xẻo. Ủa tôi chưa quên mà. Tôi chưa quên mà. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trinh Phạm. Đó, nhớ hả? Hai bà này vào là thấy là có đầy năng lực luôn. Vừa vô là thiên liền là tôi thì rất là mạnh, tôi đây rất là không nhiều có, tại vì nghe đồn là hôm nay sẽ chị Hằng sẽ đầy hai đứa đó, hai đứa khởi động trước. À đúng rồi, khởi động. À khởi động trước là thiên chị là mới ngủ dậy mọi người thấy cái mặt tôi rất là ngu không? Chị ác quá, chị bắt người ta phải thức từ 8 giờ sáng để mà đến chơi cái chương trình này. Ủa? Thì bây giờ... Chưa mở giọng nữa. Ủa, chưa thể thao thôi. Mình chưa thể thao thôi chứ mình không có hát nên không cần phải mở giọng. Còn Gil thì sao? Mấy cô dậy luôn hả? Dạ không, em dậy từ... Nếu mà anh Jun dậy từ 8 giờ sáng thì bây giờ có mặt ở đây quay thì chắc em phải dậy từ 4 giờ sáng rồi. Ủa thôi vậy? À, nhưng mà chị nghe hai người ngày hôm qua mình nhậu tới 1 giờ sáng mà. Cái gì mà nhậu không có thì em là những ngày thứ lành mạnh cho mọi người. Không nói là nhậu thôi chứ thật ra là tụi em uống nước ngọt là chính. À uống ngọt tâm sự phải không? Tâm sự. Chiều. Không, hôm nay mình lành mạnh mình cũng không được uống nước ngọt nữa. Vậy hả, uống nước lọc là chính. À. Ủa kỳ vậy? Chung hai đứa xong thật với hai đứa. Ok, và bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 nhân vật đại diện cho mỗi thể chất, thể trạng khác nhau. Và khi mà chúng ta tranh đấu cùng với nhau á, chúng ta sẽ tìm ra những cái điểm mạnh và những điểm yếu mà tại sao chúng ta phù hợp với những môn thể thao này hoặc là không phù hợp với những môn thể thao kia, để phân tích cho khán giả biết là mỗi một thể trạng chúng ta sẽ có những cái lợi thế gì, để mà khán giả cũng tự biết mình là à, thì ra tôi cũng hợp với cái này hoặc là tôi hợp với cái kia, để họ có thể duy trì cái môn thể thao mà mình yêu thích và mạnh đất thôi. Con nghe thi đấu thì sợ quá. Ok, và như nãy Minh Hằng đã chia sẻ là trong mỗi môn tập chúng ta đều có những chuyên gia. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng có một chuyên gia đến để chấm điểm cho ba học sinh ngoan Du Lê, Minh Hằng và Trinh Phạm. Yeah. Xem ai là người có thể lực yếu nhất. Hôm nay mình sẽ có một cuộc thi đó là Đẹp Đi Chờ Chi, bao gồm có 5 vòng thi. Và sau mỗi vòng thi, ai là người chiến thắng thì mình sẽ được vẽ một cái hình rất là đẹp trên tay này. Yeah, một cái hình rất là đẹp luôn, sau mỗi vòng thi như vậy. Thì sau 5 vòng thi, ai là người có nhiều hình vẽ đẹp nhất thì sẽ giành chiến thắng. Dạ bây giờ mình thi cái gì trước Harry? Mình sẽ tham gia phần thi plank. Đó là mình sẽ nằm plank như thế này. Từ cái phần đầu cho đến phần gót chân mình sẽ tạo thành một đường thẳng. Và trong thời gian thi thì mình để tăng cái độ khó lên thì mình sẽ để cái ly nước ở trên đây. Dạ. Và xem ai sẽ chịu được lâu nhất. Ok, ngay ngắn nha. Rất là hấp dẫn nha. Wow. Chịu bỏ đi, mình không muốn đi xuống rồi nè. Rồi, chị Hằng phải cố lên nha, phải chiến thắng Hanh. Đó là bình thường là mình cứ có 1 phút với 1 phút 20 giây thôi đó. Trời ơi, 1 phút về 1 phút là dữ rồi. Nhưng mà mình có tin nóng áp là quân người. Sao chú này em nóng nhắm nóng gì kìa. Dữ sức cái chị. Lăng là phải hít thở thôi mọi người, chứ mà nói chuyện là thua đó. Xuống thì sao chị? Dạ lên được mà xuống không được nè. Trời ơi, sắp đổ rồi chị mọi người. Ủa, sao vậy hả? Trời ơi, hai người khỏe quá nè. Dạ, nãy giờ tôi tưởng là tôi thắng, tôi sẽ dạy lên mấy người á. Dạ, dạ lên em ạ. Trời đất. Chị dạ cho em cái đồng hồ nha. Chị dạ cái Rolex giùm em được không? Chứ chị đừng có dạ những cái đồng hồ. Ủa, Gil nó chết rồi kìa chị. Hả? Ok. Con heo. So cute. Con heo đang mèo hả? Sau cái thử thách này thì tôi thấy rút ra một kinh nghiệm là khi plan á mình phải hít thở đều. Chứ phải mình lo nhiều chuyện với hai người này. Cái gì mà đang plan mà cứ nó giỡn nó hớt. Mọi người có muốn Henry giải thích tại sao Jun lại giành chiến thắng không? Dạ, mời anh Henry.
Dạ, động tác plank là một động tác tập gần như là toàn thân trong việc hỗ trợ để giảm cân, nhưng mà cơ kho chính là nhóm cơ sẽ sử dụng nhiều nhất. Dạ, thì để giành chiến thắng thì các cái cơ hỗ trợ chẳng hạn như vai rồi tay rồi tất cả các nhóm cơ trên cơ thể để cùng hỗ trợ trong động tác đó, thì Jun là người có các nhóm cơ đồng đều hơn nên Jun đã giành chiến thắng lâu hơn. Ngoài ra thì phần thi này nó có một phần thuộc về ý chí bên trong nữa. Ý chí bên trong thì Jun là người có chuẩn bị để bước sang vòng thi thứ hai nha. Thứ hai là bây giờ tới gì vậy? Vòng thi thứ hai rất là chứ gì thấy nóng người đó. Chứ gì em mệt đó nha anh. Đòi hỏi cần nhiều yếu tố hơn, đó là phần thi ăn. Jun có vẻ đói rồi. Đói hả chị ơi, thôi mình ăn thì đừng có chơi nữa. Ok, mình sẽ sang vòng 2 để mình thi phần thi nhảy dây. Trong vòng 2 thì 3 thí sinh sẽ tham gia bốc thăm. Ai trúng thăm bốc trước thì nhảy. Và trong 1 phút 30 giây ai là người nhảy số lần nhiều nhất thì sẽ giành chiến thắng nha. Bốc thăm. Rồi, giới hạn đi. Rồi, không thể nào bất công với mãi mãi được. Rồi, giới hạn nào. À, vô. Dạ. Rồi, có công thiệt với em đó. Yeah, số 2. Rồi, có công với em thiệt chưa ơi. Số 2, ai hả? Dạ. Là người tham gia đầu tiên. Đây là người đầu tiên. Bây giờ á là Jun với chị Hằng sẽ đi kiếm đồ để chọi. Thôi đi. Em đã cực cãi rồi chị. Anh lỡ chơi đường hoài bao. Chỗ cái bánh này mà chọi vô đầu. Nói chứ em đã kiếm. Chị Hằng ơi, em đã kiếm được cái này hợp lý hơn rồi nè. Thử không? Chị đã sẵn sàng chưa? Mình đã sẵn sàng chưa? Ok, còn mình 1, 2, 3, go. Trời, con nghiêm túc kìa. Tưng quá là tưng. Hai cái má nó tưng tưng dễ thương ha. Cho 30 giây rồi mình ném đồ. Ủa, sao nó nhảy lùi qua ta? Lý do gì nhảy lùi vậy ta? Nhảy lùi qua vậy? Sao vậy? Nó chặn hai đứa mình. Trời ơi, nhảy tiếp liền. Bao nhiêu cái rồi vậy? Berlin chị ơi, Berlin. Ủa? Trời ơi, vô đánh giá anh nha, vô đánh giá. Ủa mà được quyền ném một lần mà. Tiếp tục, hết giờ chưa? Tiếp tục. Còn 10 giây cuối cùng nào, 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop. Yeah. Wow. Chúc mừng Jun. Chưa ăn sáng. Tuyệt vời. Không. À, 160. Người chơi thứ hai đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi. Em cũng sẵn sàng rồi. Henry sẽ đếm rồi. 3, 2, 1 nha. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ. Trời ơi! Rất là chuyên nghiệp ha, rất là chuyên nghiệp. Wow, chỗ chuyên nghiệp quá à. Rồi, tới rồi, cái điện banh em, cái điện banh của em. Điện banh em. Hai, ba. Cái gì? Còn 20 giây nữa Jun ơi, còn 20 giây nữa nào. Hơn nhau là khúc cuối nha. Anh ráng 159 cái anh tặng cái bánh bao. Stop, yeah, hết giờ. Chị Hằng đánh 200 cái. A few moments later. Chưa bấm giờ. 3, 2, 1, bắt đầu. 7, 8, 9, 10, yeah. Nhanh hơn nè, nhanh hơn chị Hằng ơi, nhanh lên. Thấy chưa? Hy vọng là sau phần thi này tụi em sẽ được dắt đen bướng thịt nướng. Hết giờ. Yeah. Gil có số lần thực hiện 161 cái. Yeah. À, chị Minh Hằng có số lần thực hiện 141 cái. Và người giành chiến thắng là Jun 196 cái. Yeah. Ai vẽ, ai vẽ? Ồ, lúc này. Vậy gì vậy chị? Bà vẽ con heo lai mèo đó. Em đang
xem ăn gì? Gà đang thèm ăn sushi á. Nè, một... em dễ sushi lên. Em thèm một miếng bún thịt nướng nhưng mày khó dễ quá. Trời ơi. Rồi cái bánh xe nữa kêu. Đâu, cái miếng chả, cái miếng chả mà ăn trong lẩu quá vậy. Rồi mọi người coi tác phẩm của Gil nè mọi người ơi. Nói chương trình nào về nghệ thuật thì nên mời Gil nha. Để Gil improve bản thân mình hơn. Vô, chúng ta qua phần 3. Mình sẽ tới với vòng thi thứ 3 nha. Một vòng thi rất là cay co nha. Vòng thi thứ 3 này nặng hơn rất là nhiều nha. Đó là mình sẽ đẩy chiếc xe này trong vòng 1 phút 30 giây. Ai đẩy quãng đường dài hơn là người giành chiến thắng. Dạ. Jun sẽ chấp chị Hằng và Jun ngồi lên một lúc. Ok chưa? Ok. Chấp luôn. Chấp luôn. Đúng rồi, đàn ông phải mạnh mẽ lên. Ok, ok, ok. Cảm giác giống như là mình vinh quy bái tổ vậy là các mọi người. Chị Hằng đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Jun đã sẵn sàng chưa? Dạ, em có làm cho sẵn sàng anh. 1 2 3 bắt đầu. Ê! Ủa. Ủa? Sao vậy? Xuống á. Dạ, mình sẽ thấp xuống bà nào. Bà đẩy hay không? Ủa, không đi được không anh? Đi đi. Một vòng trời đất, anh nhìn em nhìn anh. Ủa, cuối cùng là em đứng ở đây. Sao cái gì? Cố lên chị ơi, cố lên. Cố lên chị ơi. Ê, nói thiệt chứ mình cũng có dư ký đâu, mình có 65kg à. Lát nữa Hàng với chị Hàng giúp chị Hàng kia nhiều lên cho chị đẩy. Thế này là hồi. Ủa, đâu ra vậy Diêu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Trời ơi! Cả một cái xe đã nặng chắc cũng phải 50kg nữa là chị có thể đẩy hơn một tạ luôn. Hơn một tạ đó. Dạ. Nhưng mà Gil thì có vẻ khỏe khoắn hơn chị Hằng lên kỳ này. Khi mà Gil đẩy thì tôi sẽ cầm thêm cái gì đó. Dạ. Cầm thêm cái bóng đi. Trời ơi! Cầm thêm quả bóng à? Em chưa đủ bóng xong cầm bóng hoài vậy? 2, 1, bắt đầu! Cố lên, cố lên. Quá, wow. Tuyệt vời quá. Cố lên Diêu ơi. Cố lên. Trời ơi, mạnh quá nè. Cố lên. Nó khác biệt sao thì nãy ngồi cái trên xe chị Hằng đẩy. Nó rất là trơn tru. Ok, hết giờ. Hay quá. Hay quá. Vấn đề mẹ là tuyệt vời. Sẵn chắc rồi. Chứ hai ông, hai người đẹp vừa lên xe sao tụi đẩy nổi. Ngồi sao? Sao chị chỉ giống người bố vậy em? Ngồi bố. Mỗi đường ban đi, mỗi đường ban đi. Thôi, ngồi giống như em chơi... Jun sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ. Ủa, em đẩy rồi đó. Mạnh lên nào, mạnh lên nào Jun ơi. Dạ. Rồi mạnh lên, đúng rồi, come on, come on. Nên nào Jun ơi, thời gian còn rất là nhiều Jun ơi, cố lên. Mình có cách khác mọi người. Trời ơi. 6, 4, 3, 2, hết giờ! Yeah. Trong phần thi vừa rồi thì Gil chính là người giành chiến thắng. Yeah, chúc mừng Gil! Yeah. Được, nhưng mà Jun được vẽ. Em vẽ một cây chổi, nó mới đủ dài. Ủa, em vẽ bún bò quế người anh. Rồi. Nani! Trước khi mình sẽ thi, mình sẽ ăn trước. Yeah. Nhưng ăn bằng cuộc thi. Yeah, mọi người hãy nhìn sang bên kia. Rồi, mình sẽ xuất phát đu từ bên kia qua và mình sẽ treo lơ lửng trên không và sau đó ăn bánh. À, trong quãng thời gian 1 phút ai đu lâu nhất và ăn được hết bánh thì người đó sẽ giành chiến thắng. Trong phần thi này thì ai tình nguyện lựa chọn là người đi trước? Em đứng diễn. Ai tình nguyện làm? Em nhất mà. Sau này ai cũng bảo đói mà sau đến nha. Ok, vậy là Jun sẽ là người bắt đầu đúng không? Vâng. Yeah, Jun nha. Jun đã bao giờ gặp cảm giác mắc nghẹn trên không chưa?
Trời đất ơi, cái mắt nghẹn như kỳ cục vậy. Còn mắt nghẹn trên không nhá Jun. Dạ. Em rất là mong mỏi được một lần được mắt nghẹn trên không. Yeah. Nhưng mà chưa bao giờ em rồi. Rồi, hôm nay Jun sẽ được cảm giác đó nha. Jun đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi, 3 2 1 bấm giờ. Trời ơi, Jun anh nhanh ghê luôn. Rồi, coi chừng ăn cái dây luôn đấy Jun ơi. Trời ơi, Jun anh dữ quá. Trời ơi, cố lên, cố lên. Cố lên 45 giây rồi Jun ơi. Lên nào, 45 giây, còn 10 giây cuối cùng nào. Ăn hết rồi. Rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Trời ơi. Trời ơi. Em cảm giác của em không luôn. Nãy giờ thật ra là chị cũng chưa thắng bao giờ. Dòng này chị cũng không cần thắng đâu. Anh đi đếm 3, 2, 1 bắt đầu nha. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi, đừng được cảm giác mắc nghẹn trên không nha. Đừng được cảm giác mắc nghẹn trên không nha. Cố lên, cố lên. Ăn hết bánh luôn, ăn hết bánh luôn, ăn hết bánh luôn nào. Cố lên, cố lên, 10 giây cuối cùng. 9, 8, 7. Cố lên, cố lên, cố lên. 5. Chị ngửi người đây nè. 4. Yeah, ok, hết rồi, hết rồi, yeah. Anh hết rồi. Bốc lên, bốc lên. Bốc lên làm rất là an. Bốc lên dẹp, biết là không có. Bốc lên ăn dẹp. Mọi người, lại, mọi người lại. Cho Minh Hằng. Không ra, không ra. Anh đã vẽ cho em thêm khúc xương rồi đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên nào, cố lên. Thật tuyệt. Cố lên, nhanh hơn, nhanh hơn. Thần thái nhanh mạnh hơn, thần thái nhanh mạnh hơn nào. Ừ, trời. Rồi, 5 giây cuối cùng nào. 5 giây cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Yeah. Như đã bị dập bẻ nách. Nách. Viêm cánh. Nhưng không sao, vì cái bao tay màu hồng em vẫn biết. Rồi một lần nữa chúc mừng mọi người đã vượt qua 4 vòng thử thách nha. Yeah, 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 yeah. Ôi, chị ăn được vẽ rồi. Yeah. Oh, but... Đâu, Jun vẫn thắng mà. Đâu có. Cái cuối. Em sẽ ăn cái cuối. Really? Oh, really? Yeah. Yeah. Bây giờ là anh dạy em tô nha. Yeah. Trời, có gì tô màu nữa hả? Trời ơi. Yeah. Oh. Tỷ số là 2-1 cho Jun. 2-1-1 Trời ơi, bắt đầu mình sẽ vào vòng thi quyết định xem ai là người giành chiến thắng ngày hôm nay. Yeah. Yeah, knock out chính xác. Và đây là vòng thi đánh boxing. Yeah. Và trong 1 phút ai là người đánh nhanh nhất, mạnh nhất, bền nhất, có thần thái đẹp nhất sẽ là người giành chiến thắng ngày hôm nay. Giờ bớt sẽ phụ anh làm mẫu động tác cho mọi người cùng xem qua động tác tập boxing nha. Yeah. Okay. Yeah. 1 2 1 2 Yeah. 3 1 1 Yeah. 1 2 1 2 Yeah. Qua thì thấy như thế nào? Em thấy là đánh thì cũng không có gì khó, nhưng mà nhớ cái bánh quật của anh là nguy hiểm. Thế mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ, dĩ nhiên là chưa. Ai là người đi trước nào? Dạ, Minh Hằng ạ. Chị Hằng đi ha. Dạ, lúc nào cũng tiên phong ha. Chị Heo ạ. Thử trước nha. Ha, thử trước luôn hả? Đúng mạnh lắm em. Thử nha. Vô luôn đi em. Nhẹ vừa thôi. Ghê chưa? Trời ơi, đá nữa hả? Trời ơi. Trời đất. Trời ơi. Rồi, hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng không? Dạ, 1 phút nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình la lớn lên nào. Ừ. Con em gì mù kìa. Ừ, đó đúng rồi, mù. Thần thái nào, thần thái đâu, thần thái đâu. Ôi, đẹp muốn xỉu luôn á. Trời ơi. Quần cái cặp găng nó giống nhau quá à. Thế thấy được không? Cái quần cái cặp găng giống nhau ghê luôn á. Một muỗng, một là một muỗng là cái muỗng. Cho chị đá chân trái đi, cho chị đá chân trái nào. Chân một hai hút đi. Đó, hết giờ, hết giờ, hết giờ, yeah, yeah. Nhìn thân hình thì rất là bé nhỏ nhưng mà ra tay thì tàn khốc, đúng là độc ác. 3, 2, 1, yeah.
3, 2, hết giờ. Yeah. Rồi, ok, hai người đã sẵn sàng chưa? Vô. Vô nha, vô nha. Ê, trời ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giây cuối cùng. 10, K, N, L, 7, M, 6, N, 5, O, V, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Trong phần thi vừa rồi thì người giành chiến thắng chị Minh Hằng. Yeah. Yeah. Có vẻ cái bộ găng đó là hơi giống cái bộ đồ đấy. Có một gì đó may mắn đó là chiến thắng trong phần thi vừa rồi. Yeah. trong năm phần thi vừa rồi thì có thứ nhất là phần thi blank đúng không ạ? Là Jun là người giành chiến thắng. Tại vì tổng thể cơ thể của Jun là về ý chí, rồi về sự thăng bằng, rồi sức mạnh của tay vai, nên Jun đã giành chiến thắng vòng đầu tiên. Yeah. Yeah. Quan trọng nhất là Jun không điều chuyển bằng hai người này. Đúng rồi. Yeah. Rất là tập trung vào mục tiêu sức khỏe của mình, đúng không? Yeah. Vòng thứ hai là nhảy dây. Jun thắng luôn. Jun cũng thắng luôn và cũng gần giống như vòng một, đó là Jun có một đôi tay rất là khỏe, đúng không? Dạ, và cũng rất lại tiếp tục tập trung vào cái mục tiêu của mình và chúng ta nhìn thấy ở vòng 2. Vòng 3 là vòng thi về sức mạnh. Tuy nhiên thì nó sẽ có sức mạnh nhanh và sức mạnh bền. Thì trong phần thi đó thì mình đã sử dụng sức mạnh của phần thân mông và phần chân rất là nhiều. Thì mình đã nhìn thấy những thắng trong vòng đó. Còn vòng thi thứ tư. Đu sợ đơn. Chỉ nói thật là từ đó thì giờ chỉ chưa bao giờ đu sợ đơn. Nhưng mà maybe là có thể là tại vì trong chị có tham gia một bộ phim đó là Kẻ Săn Tinh do chị sản xuất và chị cần phải đánh boxing và chị cần phải đánh võ, nên là trong khoảng thời gian nửa năm là chị cũng tập luyện võ và cũng như là cố gắng là gia tăng cái phần sức mạnh của cái tay. Thì hôm nay không ngờ là mình có thể đua sợ đơn. Là ngày hôm nay mình cảm thấy là cảm ơn Jun, cảm ơn Gil và cảm ơn Harry cũng như là cảm ơn Bert. Thật sự là trong tất cả các trò chơi hay là mình luôn cảm thấy là thể thao là một bộ môn có thể gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Thực ra thì mình có thể thi những bộ môn khác, mình có thể chơi một mình, nhưng riêng thể thao thì chúng ta phải đoàn kết, phải đồng lòng cùng với nhau. Nên chính vì thế thì ngoài thể thao mang đến chúng ta sức mạnh, còn mang đến cho ta sự kết nối của tất cả mọi người lại nữa. Và thực sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta đã quá là xuất sắc. Yeah. Yeah. Ok, và sau cái hành trình, cái buổi hành xác, thật ra không phải hành xác hơn. Cũng không có hành lắm. Đúng không? Vui mà, đúng không? Đó, thật sự là tại sao mà Minh Hằng là quyết định quay vlog mà về thể thao. Như mọi người thấy, khi mà chơi thể thao thì thật sự là rất là vui luôn. Nó mang đến cho mình một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Và sau những cái buổi thể thao á thì mình lại có nhiều cái nguồn năng lượng hơn để mình làm việc. Và mình cảm thấy là thật ra là mình yêu thương bản thân mình. Mình thấy cơ thể của mình nó thay đổi. Hồi trước tới giờ thì luôn như mình muốn gầy, nhưng mà gầy trong cái độ gầy nó không có khỏe. Nhưng mà từ ngày mình được tiếp xúc với thể thao, mình cảm thấy là wow, khi mà mình gầy nhưng mà mình vẫn có sức khỏe, vẫn có nhiều sức để mà làm việc. Như mọi người thấy là anh em nghệ sĩ tụi mình á, có khi là làm việc tới một tháng trời liên tục, mà chim vòng chỉ ngủ là mỗi ngày ngủ 2 tiếng, 3 tiếng. Rồi sau đó thì có những ngày mình làm việc lên hơn 30 mấy tiếng đồng hồ, vẫn phải chịu. Nhưng mà vẫn có thể là sau khi đứng trước máy quay đều vẫn yeah. Mình đi hôm nay Jun đang bị bệnh. Mọi người có thể nghe giọng của anh là mọi người thấy là nó rất là khàn. Hồi nãy khi mà đến phòng này thì biết là chị Minh Hằng mời đến đây để mà tham gia một cái chương trình thể thao, mình sợ là mình không có sức. Nhưng mà khi mà tham gia xong 5 vòng, thực sự bây giờ cảm thấy mình rất là tinh thần thoải mái, mặt mày mình thoải mái, mình ra mồ hôi á. Thực sự là khi mình ra mồ hôi là mình lại khỏe. Và cái kinh nghiệm của Jun là bản thân mình luôn luôn có một cái giới hạn mà mình tự đặt ra. Chúng ta sẽ không bao giờ có cái giới hạn gì hết. Hồi xưa khi mà Jun tham gia dù đi Running Man đi nhá, mình lúc nào cũng bị chê là thỏ trắng, mặc dù cái nickname nó rất là dễ thương. Mình rất là yếu. Nhưng mà thật ra bản thân mình khi mà mình tham gia xong, mình mới phát hiện ra là mình yếu thật. Mình cần phải yếu, đây không phải là về sức khỏe không nha, mà về tinh thần nữa. Mình không có ý chí quyết tâm, thôi kệ thua cũng được. Có nghĩa là đây làm chỉ là một trò chơi thôi. Nhưng mà khi mình về á, thì nhờ chương trình đó một phần mình cảm thấy là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho sức khỏe, bởi vì sức khỏe nó ảnh hưởng tới công việc rất là nhiều. Cái mình bắt đầu mình mới tập luyện, giống như Gil nói là cứ cố gắng 21 ngày đầu tiên. Khi bắt đầu qua được cái số 21, tự nhiên nó thành thói quen của Jun. Và sau một năm bản thân Jun thay đổi, mà mình cũng không hề biết được là mình đã có một cái bước tiếng lớn như vậy. Không chỉ là bản thân Jun mà từng anh em trong chương trình đó, nghe cô Kiến Huy cũng thay đổi rất là nhiều. Chính giảm xác, tới 10 ký bây giờ là 6 múi luôn. Ừ,
6 muối luôn. Bây giờ hồi trước là mỗi cái huy là một muối thôi. Hồi xưa ai cũng một muối. Mà phải công nhận là khi mà hồi xưa tụi mình trẻ nhưng mà tụi mình lại không có ý thức về cái việc bảo vệ sức khỏe. Đúng mình rồi. Chỉ có cơ thể tràn đầy năng lượng tại vì lúc ăn đó mình trẻ mà, nên là thực sự là không cần làm gì hết cũng khỏe và đẹp. Nhưng mà nếu như tới một cái lứa tuổi nào đó mà mình lại không biết cách chăm sóc thì chắc chắn là cái đẹp đó, cái trẻ đó nó sẽ không rời xa mình vẻ. Rất nhanh luôn, tại vì mình bây giờ là ai cũng đầu ba hết rồi. Ồ mà em còn chưa tới. Ồ vậy em còn mấy năm mới tới? Một năm nữa thôi nha mọi người, chúng không trẻ lắm đâu nha em. Nhưng mà thật ra đối với nghệ sĩ khi mà thức khuya ở đây bảo đảm ai cũng ăn chơi thức khuya hết trơn. Thức khuya nhiều khi đi làm làm gì tôi không biết, có nhiều show hôm mùa này nhưng mà ý là nhưng mà rõ ràng cái thức khuya nó làm ảnh hưởng đến da dẻ rất là nhiều. Mà nếu mình chỉ có bù lại là thể thao thôi, thể thao nó sẽ giúp cho mình tốt hơn, thể lực nó chỉ là phần nhỏ thôi. Đối với mình nghĩ thể thao nó gửi gắm lên chúng ta cái quan trọng nhất chính là tinh thần. Khi mà chúng ta tự tin đó thì chúng ta luôn luôn đẹp trong mắt tất cả mọi người hết. Thế thôi, hy vọng là đây sẽ là cái quyết truyền cảm hứng cho mọi người có thể có động lực để có thể tập gym. Và chúc chị Minh Hằng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa để làm nhiều cái vlog và chị cảm hứng nhiều hơn nữa nhé. Ok, tự nhiên kiếm nhiều tiền mà nó ủng được quay vlog cho ta. Tụi em tới cho tụi em quay xong rồi đưa tiền ăn bún thịt nướng. Thế ăn bún thịt nướng ăn 10 tô cũng được nha em. Rồi cái bún mà thịt nướng đó là nghe cũng không ok. Em hôm nay em sẽ xả. Em còn xiên thịt nướng cho nó cho đây rồi nè. Nó có xiên này em phải trả ra cái gì hết trơn. Dạ, yeah, cuối cùng thôi, đi ăn thôi, đi ăn thôi, đi ăn thôi, đi ăn thôi. Cảm ơn Gil rất là nhiều ngày hôm nay đã chịu tham gia cùng với là chị để mang đến một cái tinh thần thể thao tích cực đến cho tất cả mọi người. Và như mọi người tổng kết là hai em nói quá hay rồi, nên là rất là mong là mình không cần phải nói nhiều nữa. Xem xong vlog này thì tất cả mọi người hãy cùng lao ra phòng tập hoặc là chọn cho mình một bộ môn thể thao để có thể duy trì, nâng cao cuộc sống thanh xuân và có điều kiện. Chúng ta phải luôn ra đặt những mục tiêu chúng ta để có luôn luôn duy trì được tuổi thanh xuân. Hay quá. Yeah. Và cái gì cũng bắt đầu bằng chữ bắt đầu, cho nên đừng hỏi bằng cách nào hay phải làm sao, cứ bắt đầu trước thì đã rồi các bạn sẽ tìm ra cách nha. Có bắt đầu mới có thay đổi.